Hôm nay sẽ hướng dẫn mọi người làm vật liệu cho cái phòng này. Thì đây là một cái phòng nội thất coi như mình đã dựng hình xong. Cái phần vật liệu thì mình cũng đã học trong cái buổi hôm trước. Mình sẽ reset lại cái bảng vật liệu này. Giả sử bây giờ nó sẽ không có vật liệu gì cả. Coi như là nó đang cùng một chất liệu. Và mình sẽ phải làm cho nó. Thì khi làm vật liệu thì mọi người nên làm cái những cái vật mà nó lớn hơn một chút trước. Có nghĩa là mình làm những cái thứ mà là cái chính trong không gian trước. Ví dụ như đây mình làm tường, trần, sàn là ba cái thứ mình nên làm trước. Còn những cái thứ bên trong ví dụ như là sofa hay là nội thất hay là gì đó thì mình sẽ làm sau. Thì trước tiên mình sẽ chọn cái tường. Mình làm được cái tường. Thì mình sẽ bật bằng M lên này. Chọn vào ô chất liệu. Đúng không? Sau đó mình đặt tên nó là tường chẳng hạn. Đấy. Và mình ngay lập tức mình đổ luôn vào đối tượng này. Đổ luôn vào đây. Thì cái bảng vật liệu này còn một cái lựa chọn nữa mà muốn nói mọi người là khi mà mọi người làm vật liệu V-Ray ấy thì thường là muốn tất cả các cái quả này này nó đều là V-Ray sẵn rồi, mình chỉ việc chỉnh thôi thì nó sẽ nhanh hơn. Tức là nó sẽ đồng cái kiểu như là nó sẽ đồng bộ cái bảng vật liệu V-Ray này, bảng vật liệu thành vật liệu V-Ray, đồng bộ cái bảng vật liệu thành vật liệu V-Ray. Thì mình làm như sau, mọi người sẽ vào trong phần customize này, chọn cái lựa chọn là đây, custom UI and default sculpture này. Đấy. Thì trong cái bảng lựa chọn này, trong cái cửa sổ như này nó hiện ra đúng không? Thì mọi người sẽ chọn trong phần trong cái cột bên này, kéo xuống dưới và chọn cái lựa chọn Max.Vray Individual Setting for Tone Option này, chọn sang Max.Vray. Có nghĩa là nó sẽ chuyển cái bảng vật liệu thành bảng vật liệu Vray mặc định, rồi chọn Set. Đấy, mọi người chờ nó set xong đó thì chọn OK này. Và đây nó báo là để cái lựa chọn mà bạn vừa chỉnh nó thành cái mặc định ấy, nó sẽ trở thành mặc định sau khi mà bạn reset max, chọn OK này. Và bạn có thể đấy, tắt đi. Này bạn có thể tắt max đi, bật lại thì mình sẽ set cái file này ra ngoài đã. Vật liệu V-Ray cơ bản nhá. V-Ray set này. Sau đó mình tắt max đi. Và mình bật lại. OK, bây giờ bạn bật bảng vật liệu M lên. Mình sẽ thấy là toàn bộ nó sẽ được chuyển thể sang cái chuyển mặc định thành mặt vật liệu V-Ray hết. Và nó sẽ có rất là nhiều màu sắc cho mình tùy chọn này. Nó cũng rất là hay trong quá trình dựng hình của mình quy định cái vật liệu cho từng cái đối tượng luôn. Bây giờ mình sẽ mở cái file Max vừa rồi. OK. Bây giờ mình tiếp tục. Thì cái vật liệu tường này ấy, thì mình điều chỉnh cái sau này. Tường này đơn giản, các bạn chỉ cần chỉnh phần diffuse này theo cái màu tường mà mình muốn. Ví dụ như đây mình muốn màu trắng và hơi ánh vàng một chút. Đấy. Thì thường là mình không nên để trắng hoàn toàn 255 đúng không? Mình để nó bớt trắng một chút, có thể nó lẫn màu xám hoặc là lẫn màu gì đó. Ví dụ như đây mình sẽ chuyển nó là màu trắng nhưng mà nó hơi ánh màu vàng một chút chẳng hạn, thì nó sẽ ấm hơn. Ok, tường chỉ cần như vậy thôi. Còn thực ra thì tường thì một số người mình thấy là thường là sẽ điều chỉnh cái phần reflex, độ phản xạ của tường lên một chút, khoảng để khoảng 3 hoặc 5 gì đó. Nhưng mà theo mình thì không cần thiết, vì là cái đấy nó tức là nó cái thông số nó không chênh nhau nhiều thì nó cũng sẽ không thể hiện rõ. Ok. Tiếp theo mình sẽ chọn vật thể là cái sàn. Sàn này. Mình chọn ô vật liệu khác đặt tên là sàn. Sàn nhà này, ví dụ thế. Và mình sẽ để làm vật liệu vật sàn nhà thì như trong cái ảnh này, mình thấy là cần phải có một cái map. Thì cái bitmap này là mình sẽ lấy từ cái map sàn gỗ. Chọn bitmap này. Trong cái cửa sổ select bitmap image file hiện ra thì mọi người sẽ chọn sang cái bộ thư viện bitmap. Ví dụ như đây, mình có các cái map về sàn gỗ rất là nhiều. Ví dụ đây mình có map gỗ này. Có bộ map gỗ này. Đấy, sau đó thì vào đây mình có những cái map sàn, những cái bitmap này rất là nhiều. Ví dụ như đây mình sẽ chọn tạm thời một cái bitmap này, chẳng hạn. Mình sẽ click vào đây, show standard map in viewport này, và mình đổ cái chất liệu này vào thì nó sẽ hiện lên trên đối tượng như này. Được chưa? Nó hiện lên như này. Thì có thể mọi người thấy nó to đúng không? Nó quá to thì mình sẽ chỉnh lại UV cho nó. Thì trong này đây là cái đối tượng mình đã add UV, nhưng khi chưa add UV mọi người sẽ vào trong modify này, chọn kênh UV map, UV với cái map. Mọi người có thể chọn chế độ box hoặc là plane này, hai chế độ thường chỉnh nhất. Nhưng trong trường hợp chỉ cần cái sàn này thì mình chỉ chọn plane thôi, bởi vì mình chỉ cần lấy bề mặt bên trên của nó. Khi mà mình cần lấy nhiều bề mặt trên đối tượng thì mình sẽ chọn sang chế độ box hoặc các chế độ khác. Nhưng thường thì mình sẽ dùng plane hoặc box. Đấy là hai chế độ thường dùng. Đấy, trước tiên mình cứ chỉnh vuông đã. Nhưng thực ra thì mình nên xem cái tỷ lệ ảnh của bức ảnh gốc. Thì mình để fix được cái tỷ lệ ảnh của bức ảnh gốc, của cái bitmap gốc ấy. Bởi vì khi mình đã chỉnh cái này hình vuông ấy thì cái ảnh ban đầu cũng nên là vuông. Cái bitmap này. Đấy. Cái bitmap này. Nhưng mà thực ra cái tỷ lệ ảnh này nó không vuông này. Mình muốn lấy được cái tỷ lệ gốc của cái này. Thực ra cái ảnh này cũng hơi bị dài một chút, nhưng mình muốn lấy thì trong một vài trường hợp mình sẽ chọn sang cái bitmap fit này, và mình chọn đúng cái ảnh đấy. Open lên. Thì lúc này nó sẽ cái map đấy nó sẽ fit được cái tỷ lệ dài rộng cho mình. Và nó tự thay đổi này. Ban nãy mình set 2000 nhưng bây giờ nó chuyển, có nghĩa là cái này có thể coi là cái chiều dài gần gấp 3 chiều rộng, đúng không? Và từ đây các bạn có thể tăng tỷ lệ lên một chút bằng việc là mình scale chẳng hạn. Scale này thì đôi khi nó sẽ tiện hơn. Thì khi scale bình thường ấy, có thể đấy, mọi người sẽ thấy là cả cái đối tượng sẽ bị scale lên, đúng không? Mình chọn vào đây, chọn cái small này, sau đó scale tỷ lệ lên. Đấy. Thì lúc này mình có thể hiện các cái đối tượng khác lên để nhìn tổng thể trong không gian, để so sánh tỷ lệ tương quan giữa cái sàn này với cả các cái đối tượng xung quanh, để xem tỷ lệ của nó đã phù hợp chưa. Đương nhiên là về sau mình có thể thay đổi cái kính này, mình có thể ẩn nó đi cho nó dễ nhìn. Đấy. Ví dụ như vậy. Nhưng mà theo mình thì cái map này cũng nên cho nó bé đi một chút. Tức là cái chiều dài của nó, tỷ lệ chiều dài của nó hơi nhiều. Ví dụ như vậy. Quay ra ngoài này. mình chỉnh cái độ phản xạ, mức độ phản xạ của cái sàn này thì tùy thuộc vào cái độ bóng của cái sàn thì mình sẽ set, nhưng mà thường thì mình sẽ theo cái cá nhân của mình để khoảng tổng số khoảng 30 hoặc 35 gì đó, tầm đấy là cái độ phản xạ của sàn là vừa phải. Còn độ bóng để khoảng 0,9 ví dụ như vậy, thì mình sẽ thấy là cái điểm tụ quang của nó như thế này, nó thể hiện cái độ bóng. Cái phần sắt đít này là cái độ bóng, là cái độ mịn của bề mặt. Thì trường hợp mà sau này khi mình render ấy, thì mình sẽ tăng lên sau, vì bây giờ mình render test cho nên không cần thiết phải tăng lên, nó sẽ làm cho máy của mình nặng hơn và render sẽ lâu. Thế thì mình render thử cái vật liệu sàn này, zoom lên để gen, thì mình thấy như thế này là cái độ bóng và độ phản xạ của sàn như thế này có lẽ là cũng tương đối ổn. Đấy. Đương nhiên là về sau mình sẽ tăng cái setlist về sau, có thể tăng lên 12 hoặc 16 hoặc là 24 hoặc 32, 36 đấy. Thì thường mọi người sẽ nên tăng theo cái bội số của 2 hoặc 4. Được chưa? Thế là xong cái sàn. Nhưng mà cái sàn này nếu mà muốn làm cái nó có những cái rãnh, tức là vết ghép các cái miếng gỗ này, thì mình sẽ dùng kênh băm bằng cách là trong cái bảng parameter của vật liệu này, kéo xuống dưới mình chọn map này, chọn trong map này nó là tất cả những cái kênh mà mình có thể thêm vào, mình có thể hiệu chỉnh. Thì có rất nhiều kênh, ví dụ như là đây mình đã dùng kênh diffuse này, tức là diffuse là mình đã đưa cái map sàn vào đây rồi. Bây giờ mình muốn làm cái sàn này nó sần hoặc là nó nổi lõm một chút thì mình sẽ dùng kênh băm. Mọi người kích vào băm này, chọn năn của băm, chọn bitmap và chọn đến cái map sàn. Thì đây mình có cái map băm của cái sàn đấy. Thấy chưa? Map băm này là gì? Mọi người có thể hiểu, thực chất cái map băm này là một cái dạng ảnh đen trắng của cái bitmap gốc, của cái map gốc này. Thấy chưa? Đấy. Thì mọi người sẽ nhìn thấy nó thường nó sẽ toàn đen trắng thôi hoặc là xám như này. Thì mình có thể hiểu là cái vùng màu đen ấy thì nó sẽ làm âm xuống, làm cái bề mặt vật liệu của mình lõm xuống, còn vùng màu trắng thì nó sẽ giữ nguyên hoặc là nổi lên. Được chưa? Thế thì mình sẽ chọn cái map này. Và cái bộ map đầy đủ thì thường nó sẽ có một cái map bình thường và một cái map bummy bên cạnh. Đấy, bây giờ mình sẽ kích vào cái vật liệu và cái quả map này, mình nhìn thấy là nó sẽ có băm lên như này và trông nó có các cái rãnh như này, đúng không? Mình có thể quay ra ngoài, mình tắt đi chẳng hạn, thì mọi người sẽ thấy nó sẽ không còn băm nữa. Kích vào đây sẽ thấy là nó có băm rõ ràng, đúng không? Lõm xuống hẳn như này. Đấy. Lúc này thì có thể là cái độ bóng này nó hơi lớn này, mình sẽ giảm đi, quay lên trên này mình giảm đi. Đấy, đúng không? Ví dụ như vậy. Còn cái độ băm của nó, tức là cái độ loi, độ sâu của cái khe, của cái rãnh, thì mình điều chỉnh ở đây. Ví dụ như vậy. Đấy là cái sàn. Ok. Thế là mình đã có tường và sàn rồi, đúng không? Tiếp theo là cái trần. Trần này thì cũng là vật liệu tường bình thường thôi. Mình đặt tên là trần. Đấy. Đổ vào đây và đổi sắc độ của nó đi. Thì trần này thường là mình để màu trắng. Đấy. Thì các bạn có thể set màu trắng khoảng 245 hoặc là 250. 250. Được chưa? Ok. Trần này với cái tường này thì nó như nhau. Nhưng mà cái tường này thì có thể về sau mình chuyển màu tường đi, chuyển sắc của tường đi. Còn trần thì bình thường là người ta vẫn làm màu trắng, cho nên là mình sẽ làm riêng một vật liệu cho trần. Đấy. Tiếp theo là mình chỉnh đến, mình làm đến cái back này, back gỗ và sofa chẳng hạn. Mình chỉnh cái back trước thì mình sẽ chọn, mình dùng lệnh ANQI để lay ISO ra ngoài, để isolated ra ngoài. Cái này có thể hiểu là nó ANQI, nó cô lập đối tượng mình chọn ra ngoài để mình hiệu chỉnh. Mình đặt tên cái vật liệu này là gỗ nội thất, ví dụ như vậy. Đấy. Và mình chọn nó một cái bitmap. Thì cách để chọn một cái bitmap gỗ ấy, hoặc là một cái bitmap bất kỳ ấy, mọi người có thể bật lên để mình view này. Sau đó mình sẽ zoom mắt lại để mình nhìn sắc độ của bốn cái viền xung quanh, bốn góc xung quanh. Để làm gì? Thì khi mình zoom mắt lại mình sẽ nhìn thấy cái sắc độ sáng tối của nó. Và cái việc đấy để khi mình ghép vào cái đối tượng này, mình UV. Sau này mình UV nó sẽ không xuất hiện các cái vết, không xuất hiện các cái vết nối giữa các UV. Nó sẽ hạn chế được. Vì có những cái map chuẩn thì nó không có cái vết nối. Đấy. Nhưng map này là không có vết nối này, gần như không có vết nối, thực rất là có nhưng mình không nhìn thấy. Nhưng có những map mà khi mà sắc độ giữa bốn cái vùng, giữa bốn vùng nó khác biệt quá thì mình sẽ nhìn thấy. Ví dụ mình sẽ chọn một cái map khác nhé. Trước tiên mình để cái UV của nó bằng nhau đã, ví dụ vuông 1000 1000. Đấy, ví dụ như vậy. Sau đó mình sẽ chọn một cái map khác, mọi người sẽ thấy là nó sẽ thể hiện cái đấy rất là rõ. Mình lấy giả sử cái map này chẳng hạn. Đấy. Thế thì đây này, mặc dù mới chỉ khác về hoa văn thôi nhưng mà nó sẽ tạo ra cái vết này rồi. Thì những cái này sẽ rất khó chịu đúng không? Trông nó rất là khó chịu. Đấy, cho nên là khi mình chọn map là mọi người cũng phải lưu tâm đến cái vấn đề đấy. Trông nó sẽ ngon lành hơn. Đấy. Quay ra ngoài này, chỉnh độ bóng của gỗ. Mình để khoảng 30. Ok. 0,9. Muốn bóng mờ kiểu như cái ảnh này, là cái bóng này nó khá mờ này, thì mình giảm cái này đi. 0,65 thôi chẳng hạn. Nhìn thấy cái bóng này nó mờ. Nhưng khi mà mọi người đã giảm, khi mình đã giảm cái độ bóng này mờ đi này, thì mình bắt buộc mình phải tăng cái shape này lên, tăng cái độ mịn bề mặt này lên. Bởi khi cái điểm độ quang của nó lớn thì ánh sáng hắt đến nó sẽ, mà cái độ mịn của bề mặt không đáp ứng nổi, nó sẽ tạo ra noise rất nhiều. Đấy, ví dụ thế mình có thể tăng lên 16. Tạm thời như vậy. Về sau này khi mình test về ánh sáng rồi có các thứ khác. Đấy. Ví dụ như vậy. Thì ở đây còn một vấn đề nữa, lúc nãy mình quên chưa nói, đó là cái việc mình cài đặt qua cái thông số setting cho cái bản test vật liệu và ánh sáng. Ví dụ trong ngoài bản này mới làm vật liệu đúng không? Thì như cái bản này ấy, thì mình đã có setting ngay từ ban đầu rồi, tức là mình đã điều chỉnh setting qua từ ban đầu rồi, cho nên là mọi người render ra nó sẽ nhìn được nó thật luôn như này. Nhưng mà như vậy là rất là nhanh đúng không? Thì mình nên điều chỉnh qua một chút cái setting bằng cách là bật bảng F10 lên này. Đương nhiên là cái setting này, cái bảng F10 này mọi người đã kích hoạt V-Ray rồi đúng không? Đương nhiên là phải kích hoạt V-Ray rồi thì mình mới làm được vật liệu V-Ray. Mình sẽ chọn sang cái thẻ V-Ray này. Ở đây đầu tiên mọi người sẽ chọn cái V-Ray frame buffer này. Thì cái V-Ray này, cái thẻ này chức năng là nó sẽ cho mình được xem cái khung hình render. Mình kích hoạt vào đây. Tạm thời như vậy. Còn những cái thông số này về sau mình sẽ giải thích từng thông số một cho mọi người. Sau đó thì tắt cái bảng này đi. Mọi người sang cái thẻ tiếp theo là thẻ V-Ray frame buff, V-Ray Global Witcher này. Thì cái thẻ này mọi người sẽ chọn Off with GI hoặc là chọn Off cũng được. Cái này là để mình tắt cái ánh sáng mặc định, mình không cần ánh sáng mặc định nữa. Bây giờ mình sẽ sử dụng một chút ánh sáng môi trường. Xuống cái lựa chọn V-Ray Image Sampler này. Thì cái này nó là cái thuật toán để nó là bộ thuật toán để khử răng cưa cho cái bức hình render. Thì để test thì mọi người có thể chọn Fixer hoặc là cái chế độ Adaptive DMC. Còn chế độ Adaptive Saturation này nó sẽ mịn hơn và render sẽ lâu hơn. Nhưng mà để test thì mọi người có thể chọn Fixer. Fixer này thì khi mình render ấy, nó sẽ răng cưa rất nhiều. Đấy, mình sẽ zoom lên thấy cái bộ răng cưa của nó rất nhiều. Thì để khử răng cưa mình có thể chọn cái V-Ray Fixer Image Sampler để tăng cái sát điệp của nó lên. Hoặc là mình sẽ chọn luôn sang tăng sát điệp lên, ví dụ tăng lên khoảng 4 chẳng hạn. Thì nó sẽ giảm cái răng cưa đi. Hoặc là mình sẽ không chọn Fixer, mình chọn Adaptive DMC cũng được. Xuống phần dưới này, Anti-aliasing này, Filter này, nó là các cái bộ lọc. Mình sẽ chọn bộ lọc Area để test. Bộ lọc này thì rất là nhanh. Hoặc là mình có thể chọn sang Cut and Roll này. Đấy. Thì về sau khi mình sẽ giải thích từng những cái bộ lọc này một trong cái phần tìm hiểu về cái thông số render. Xuống cái thẻ V-Ray Environment này thì mình sẽ chọn kích vào đây để cho nó lấy có một cái nguồn sáng mặc định từ môi trường, mình sẽ chuyển sang màu trắng. Đấy. Vì test ngoại thất thì mình nên có thể để màu ngả xanh, nhưng mà bây giờ mình không cần, mình để sang màu trắng. Đấy. Ví dụ như vậy. Thì khi mà có cái đấy rồi mọi người sẽ gen ra, mọi người sẽ thấy một chút noi hơn bình thường, có nghĩa là nó đã có ánh sáng môi trường vào trong. Bây giờ xuống phần V-Ray Color Mapping này. Bây giờ mình sẽ chọn trong phần Tile này. Cái phần này là phần để chọn chỉnh cái tương phản và cái tông màu của bức ảnh. Thì mình sẽ chọn cái Linear này, mặc định luôn như vậy cho nó dễ, vì mình đang test. Sau này mình sẽ chọn những cái thuật toán khác. Và phần Dark Multi, Bright Multi mình để 1-1 đi. Mọi người kích vào, kích hoạt hai tính năng, hai cái thông số Sat Pixel và Clam Output này. Bây giờ chuyển sang cái menu tiếp theo là cái Indirect Illumination này. Cái này thì để nó dùng để tính toán ánh sáng gián tiếp. Thì mình sẽ kiểm on vào đây. Mình sẽ kích hoạt Indirect Illumination, nó gọi là GI. Trong phần này có hai cái phần quan trọng, đó là phần Primary Bouncer và phần Secondary. Thì những cái thuật toán này về sau mình sẽ giải thích kỹ hơn. Nhưng bây giờ mình cứ chọn. Thì cái phần GI Enzyme trong phần Primary Bouncer mình sẽ chọn Iran Map này. Phần dưới mình sẽ chọn Light Cake. Và cái Multi của Secondary mình sẽ để khoảng 0,9 hoặc 0,8 thôi. Xuống dưới mọi người chọn V-Ray Iran Map này. Trong thẻ này mình sẽ chọn cái Veilao này để mình test ánh sáng. Thì với Veilao nó sẽ rất nhanh, cho chất lượng ảnh thấp nhất nhưng mà nó sẽ rất là nhanh. Và thậm chí mọi người muốn nhanh nữa thì có thể giảm thông số Head PH sát điếp để xuống khoảng 20. Đấy. Sau đó thì xuống dưới là V-Ray Light Cake này. Để test mọi người sẽ chọn sát điếp khoảng 100 hoặc 200 gì đó. Nhưng mình sẽ chọn khoảng 200, 300 gì đó. Đấy. Mọi người kích hoạt cái Show Can Fake này để xem được cái quá trình tính toán ánh sáng, xem được ngay quá trình render. Ví dụ mình kích hoạt Show Can Fake thì mình sẽ xem được luôn quá trình mà nó render ra bức ảnh như này. Đấy. Hoặc không, khi không có token fake thì nó chỉ như này thôi. Bức ảnh là mờ cuối cùng đến lúc render ra mới có. Ở phần setting này, cái bảng setting này là một số lựa chọn để khử noise các thứ thì, và đây là cái để điều chỉnh cái kích thước của cái con chip render. Ví dụ như vậy, mình giảm đi. Thì những cái này khi mà có ánh sáng mà mình render thật thì mình sẽ tính sau. Mình sẽ nói lại sau. Đây là cái lượng RAM dành cho việc render là mình sẽ tăng lên khoảng 4000. Đấy, tạm thời là mình sẽ điều chỉnh qua những thông số như vậy. Thì khi mà có thông số render lên mọi người sẽ thấy nó tối tối như vậy. Không quá lo đúng không? Mình sẽ tăng thông số, mình sẽ quay lại bảng V-Ray này. Tăng cái environment lên khoảng 2 chẳng hạn. Thì nó sẽ sáng hơn. Được chưa? Thì cái lựa chọn như vậy để mình làm vật liệu thôi. Mình test vật liệu thôi. Tiếp tục. Quay trở lại với việc làm vật liệu thì mình sẽ chọn cái batch này. Mình đổi chất liệu cho nó. Ví dụ như đây mình gọi nó là giấy dán tường. Giả sử như mình sẽ ốp giấy dán tường vào đây. Đặt tên xong đúng không? Mình vào đây mình chọn một cái bitmap. Và mình sẽ đi tìm thư viện giấy dán tường. Ví dụ mình sẽ chọn tạm cái map này đi. Và mình chọn sâu lên. Đấy, mọi người nhìn thấy cái map này sắc độ của các cái vùng này nó không đều nhau cho nên nó sẽ tạo ra cái vết như này khi mình UV. Có thể mình sẽ có một cách đó là mình sẽ lựa chọn crop map để cắt đi cái phần mà cái sắc độ nó không được đồng đều lắm. Thì cái việc cắt này mọi người phải khéo léo. Đấy, khi mà cắt mà vẫn bị nó bị vật chân lệch quá ấy, thì mình vẫn có thể mình sẽ kìm cái map khác. Thì đấy là một cách. Ví dụ mình lấy map này đi. Bỏ lại chọn crop đi. Bởi vì map này khá đều. Đấy, mình để map vuông. Có thể mình làm theo cái bài mẫu này, hoặc là mình có thể thay đổi vật liệu. Tiếp theo mình sẽ làm đến bộ sofa này. Chọn ăn quy ra. Open group ra chẳng hạn. Trong hai ghế này mình sẽ làm một cái thôi. Open ra. Đây là cái map vải da của nó. Mình chọn là vải sofa. Thì cái chất liệu vải da nói chung thì mình có thể điều chỉnh như sau. Mình chọn diffuse trước. Ví dụ như đây, nó là màu trắng và hơi ngả vàng một chút. Những cái màu như vậy thì nó dễ chịu. Ok. Sau đó mình chuột phải mình copy đi cái bằng cái màu này. Mình kích vào đây. Mọi người hãy chọn sang cái kênh màu palette. Palette là một cái kênh màu thường để người dùng để làm cái vải. thì mình sẽ paste cái, sau khi mà lấy được cái kênh Fallout, mình sẽ paste cái màu và copy từ default vào đây. Đấy, mọi người sẽ nhìn thấy nó chuyển. Thì cái Fallout này là nó chuyển màu theo cái hướng nhìn của mình. Thì khi mà bật cái bảng, cái ô chất liệu lên nhìn này, thì khi mà đây là một cái quả cầu nhá, thì đối diện với cả hướng mình nhìn ấy, thì cái màu được giữ nguyên. Giữ nguyên là màu hơi ngả vàng đúng không? Nhưng khi mà nghiêng đi, ở đây trên quả cầu này thì cái vùng này sẽ là vùng mình nhìn không trực tiếp, có nghĩa là mình nhìn bề mặt nghiêng, nó không vuông góc với cả hướng nhìn, thì nó bị ảnh hưởng bởi ánh sáng bên ngoài, nó sẽ chuyển sắc đi, thì nó chuyển sắc thành màu trắng ở đây, thành cái màu bên dưới này, đó là trên hai màu trên màu dưới này. Đấy, ví dụ như mình chuyển từ màu này sang màu khác chẳng hạn, để thử cho mọi người xem. Ví dụ như vậy. Nhưng trong trường hợp này mình chỉ cần chuyển từ màu vàng này sang màu trắng nhạt hơn, mình cầm mình kéo xuống này, copy này. Bây giờ mình giảm sắc độ cái màu này đi. Đấy, cũng không nên giảm trắng quá, mình chỉ giảm cho nó vẫn nằm trong cái kênh màu đấy, nhưng mà nó bớt sắc độ đi, sắc độ của nó nhạt hơn. Đấy, quay ra ngoài này, mình sẽ đổ vào đây. Đấy, mình render thử. Nó bị trắng như này bởi vì là thực ra là mình đang để bên ngoài. Đúng rồi, có thể giảm ánh sáng trong bảng V-Ray đi. Bây giờ mình muốn là nó tức là nó có như kiểu map da đúng không? Mình sẽ lại dùng kênh bump như ban nãy. Kích vào đây, mình sẽ chọn bump này, mình trong bump này mình sẽ kích vào năn này, chọn một bitmap và mình đi tìm đến một cái map map làm da. Ví dụ đây mình có cái da thú này, thì có cái map như này. Mình đưa cái map băm đen trắng của nó vào đây. Hoặc là mọi người có thể kiếm một map vải. Zoom lên nhá. Khi mà render như vậy nó bị đấy, mình có thể giảm này đi. Giảm cái ánh sáng môi trường đi. Đấy, ví dụ như vậy. Nhưng mà mình trông thấy cái map da nó không thật lắm. Mình có thể chuyển sang thành map vải chẳng hạn. Hoặc là mình muốn cái map da nó nhỏ đi chẳng hạn. Mình sẽ làm như sau. Cái này mình không nên dùng UV. UV cũng là một cách, nhưng mà không nên. Mình có thể dùng cái việc là mình tăng cái tiling của nó lên. Đấy, thì nó cũng sẽ tự động giảm cái vân này đi. Tại sao không dùng UV? Bởi vì khi dùng UV ấy, thì các cái góc này mình sẽ thấy vết ghép của nó. Giả sử mình dùng UV theo dạng bóc nhá, 500. Đấy, thì ở các cạnh này nó sẽ xuất hiện vết ghép, và giữa cái da này và da này nó không ăn khớp với nhau, ăn khớp về cái map, về cái vân và hoa văn. Cho nên mình có thể mình sẽ dùng tiling hoặc là UV trong từng trường hợp, thì mọi người phải test, phải kiểm tra. Đấy, mình chỉnh cái UV, chỉnh cái tiling cho nó sao cho cái map hoa văn nó vừa phải, cái hoa văn của cái vân này nó vừa phải. Tăng này lên một chút chẳng hạn. Đấy. Hoặc mình có thể dùng, mình có thể không dùng map da, mình dùng map vải. Clear cái này đi, chọn vào đây, thay một cái map vải. Đây, ví dụ như mình trùng một cái map như thế này chẳng hạn. Đấy, ví dụ như vậy. Ví dụ mình chọn map này đi, open ra này. Đây. Tăng thai linh của nó lên. Đấy, bé quá rồi đúng không? 2 thôi. Không bé đâu. Tăng cái này lên 50, tăng băm lên. Đấy. Ví dụ như vậy. Tăng băm sâu một chút. 80 đi. Ok. Bây giờ hai cái tab gỗ này, đây là một dạng ghế sofa gỗ, thì cái tab này có thể đổ luôn chất liệu gỗ nội thất. Đấy. Ok, có thể UV cho nó, chọn thằng này, dùng UV này, thì trường hợp như trường hợp này mình cần lấy hai chiều nhìn, tức là hai cái bề mặt bên này đúng không, mình sẽ chọn sang dạng box. Đấy. Xoay UV đứng lên. Ok. Cho kích thước của nó nhỏ lại 300. Ok 300. Chiều này dài ra. Đấy. Bây giờ muốn lấy cái UV từ đối tượng này sang đây, mình sẽ chuột phải vào đây, copy UV của nó này, chọn sang đối tượng bên này và paste trực tiếp vào đây. Thì đấy là cách để copy một cái modify trong cái bảng stack này sang đối tượng khác. Ví dụ như đây mình đã xong rồi đúng không? Mình sẽ group lại, thì chọn clone này. Đấy. Cái ghế này đen nó đi, chọn thằng này đúng không? Mua ra đây, copy ra đây. Align vào ghế to. Đấy, trục theo trục trục X. Min này. Ví dụ như vậy cho nó bằng nhau. Một cái nữa là khi mà mọi người làm ở đây, mình ẩn cái trần này đi đã. Khi làm đây mình muốn nhìn xuyên qua cái tường này, mình chọn cái tường này. Mọi người có lệnh an x nhìn trong, tức là làm cho cái tường này nó bị trong đi, chỉ hiển thị thôi nhá, để mình dễ dàng mình nhìn quan sát bên trong nội thất hơn. Những cái thứ này mình có thể làm trong hết đi chẳng hạn. Đấy. Để mình dễ dàng mình thao tác bên trong. Đó là chế độ see thao, phím tắt là an x. Xuyên cái nào, mình chọn cái nào nó sẽ xuyên cái đấy. Tiếp theo mình xử lý đến cái sofa này. Cái này đang bị thừa một cái này. Mình ungroup ra. Đấy. Tiếp tục paste cái UV vừa rồi vào đây, đúng không? Rồi mình mới quay lại, mình đổ gỗ cũng được, đổ chất liệu cũng được. Cái thằng này cũng thế, paste UV vào đây. Đấy. Bây giờ mình lại đổ cái chất liệu sofa cho nó. Tất nhiên là sau này khi có ánh sáng ấy, thì mỗi cái vật liệu này mình có thể điều chỉnh qua lại một chút nữa. Sẽ chỉnh cho nó lên một chút nữa. Ok. Bây giờ mình lại group cái này lại chẳng hạn. Thế là mình đã có bộ sofa. Bây giờ đến cái bàn uống nước, mình sẽ unqueue ra và open, và ungroup cũng được, vì đây là mình chỉ có một cái cho nên ungroup ra cũng dễ dàng thôi. Thì cái bàn này trên này cũng sẽ là gỗ này. Mình sẽ làm như sau. Trước tiên là mình đổ cái map gỗ vào, map gỗ nội thất này vào cho cái bàn này. Đấy. Vâng. Sau đó mình quan sát cái UV của nó, tức là cái chiều map của nó. Cái nào không đúng thì mình điều chỉnh lại. Đấy, như cái phần trên này này. Thì nếu mà bàn này đóng bằng gỗ ấy, thì mọi người sẽ thấy là nó sẽ phải có cái vết ghép chéo, vết ghép gỗ chéo ở các cái mộng này. Thì để tạo được các vết này, mình sẽ chỉnh UV như sau. Cái cách để làm UV thì có thể có nhiều cách. Có thể dùng cái unwrap map, nhưng mà cái đấy thì mình thấy là không cần thiết trong trường hợp này. Mình có thể dùng UV như sau. Chọn cái này đúng không? Còn đương nhiên để tạo được vết ghép chéo này, mình có thể dùng connect trong cấp độ 1 của poly. Ví dụ ở đây mình sẽ chọn connect các điểm chéo này với nhau. Đấy. Ví dụ như vậy. Nhưng mà bây giờ mình chỉ cần cái mặt bên trên thôi, mình chỉ connect bên trên thôi. Chọn mặt này. Mình sẽ chọn các cái cặp mà các cái cặp chiều từ bên này đúng không? Cặp này và cặp này, hai cặp. Chọn cặp này trước. Sau đó mình dùng UV này. Đấy. Sau đó thì chỉnh UV cho nó vuông. Ví dụ như vậy. Bây giờ mình cần xoay cái UV này đi. Chọn gizmo như ban nãy. Xoay nó đi 90 độ đúng không? Đấy. Bây giờ mình muốn cái này nó bé đi chẳng hạn, thì mình giảm UV cho nó. Đấy, mọi người xem chiều nào thì mình giảm đi. 300. Bây giờ mình copy lại cái UV này và mình convert tiếp đối tượng này về poly. Sau đó chọn mặt này. Quét cái cặp cạnh còn lại, cái cặp mặt bàn còn lại. Mình paste UV đấy vào đây. Và bây giờ mình sẽ lại xoay vuông góc cái này. Được chưa? Xoay như vậy. Thì nếu cái map mà nó bị có vết khi mà UV, bởi vì cái khối UV nó chỉ đến đây thôi. Còn có thể dùng cách là kéo giãn ra một chút, nhưng cái map này không bị thì thôi, không cần kéo. Thế là xong cái UV của mặt bàn. Đến cái UV của cái chân bàn này. Thì đây là một cái group, mình thấy không đáng để group, không cần thiết để group, mình sẽ ungroup ra. Có thể attach luôn nó vào. Thì những khối này có thể ban đầu copy theo kiểu instant, cho nên là mình sẽ phải ungroup ra hết và attach nó lại với nhau. Trùng. Không sao. Mình sẽ chọn, mình xóa đi. Đấy. Cách để chọn một vật trùng này, mọi người có thể kích đúp vào nó này. Kích đúp vào cái cạnh này, khi nào mà nó chọn được cái thôi, kéo ra. Hoặc là mình sẽ làm kiểu này. Mình sẽ, đây có hai cái trùng đúng không? Quét cả cái này để lấy. Sau đó giữ an để trừ cái thằng to đi. Thì sẽ chọn được nó này. Chỗ này nghi đang bị trùng này, bởi vì ban nãy mình đã attach vào. Đấy, không trùng. Được rồi. Thì bây giờ mình mượn luôn cái UV ban nãy mình paste vào đây, chỉ việc sửa thôi. Xoay UV lên này. Xoay 90 độ đúng không? Chỉnh cho nó nhỏ lại. Ok. thì cái thằng này cũng nên làm UV như bên trên, như thằng này đúng không? Bây giờ chọn điểm này, connect. Mọi người nên ví dụ connect như này, connect cả trên dưới này. Đấy, thì nó sẽ bị vá cái mặt này vào như vậy. Cho nên là có thể mọi người chỉ cần connect mặt trên này thôi. Còn đến mặt trên vẫn bị này. Thế thì bây giờ mình sẽ dùng cách này. Mình sẽ xóa đi mặt trên này và mặt dưới này. Sau đó mình dùng cái border đúng không? Chọn hai cái này. Mình bridge nối lại với nhau. Thì tự nó sẽ có cái mặt chéo này. Tự nó sẽ có một cái đường sinh chéo như vậy. Mình không phải connect nữa. Và bây giờ mình làm tương tự như ban nãy để lấy được, để tạo được cái vết ghép của gỗ. Cái này thì nếu mà những kiểu làm nội thất kỹ thì các bạn nên làm. Còn ai cảm thấy không cần thiết thì cái này không phải làm cũng được. Nhưng theo mình là nên làm. Khi mà làm cái này thì cái nhìn cái đồ nội thất mà các bạn dựng nó sẽ tinh tế hơn nhiều. Trông nó sẽ tinh hơn, nó sẽ kỹ hơn. Và nó đúng thực tế hơn. Ok. Đó là cái những cái vật như này, ví dụ này. Các bạn muốn kỹ thì các bạn có thể chọn để chamfer cái cạnh này ra. Chamfer cạnh ra một chút. Với những cái view mình render gần ấy, thì những đồ nội thất được chamfer nó sẽ tinh hơn rất nhiều. Đấy. Thôi xong, lỗi lệnh chamfer rồi. Quá nhọ cho đội Phú Thọ. Mình không ở Phú Thọ nhưng mình hàng xóm Phú Thọ cũng bị nhọ theo. Không sao, các bạn có thể tìm trong cái auto back. Nếu auto back mà không có thì chắc chắn là phải làm lại rồi. Có recover. Đây. Xem cái nào gần với mình nhất, xem cái phần date này này. Đây. Đây là 9h23 đúng không? 9h à thì mình vẫn lấy lại được. Ok. Đấy. Có lẽ là lệnh chamfer nó bị lỗi rồi, mình cũng không làm lại chamfer nữa, các bạn tự làm. Bây giờ cái thằng này mình sẽ đổ kính, đổ vật liệu kính, bật cái M lên đúng không? Làm tiếp tục. À, trước tiên làm thì mình phải set cái file autoback ra ngoài đã. Tí thì quên. À, đâu rồi? Mình sẽ không lưu vào file gốc, mình đặt tên file mới. Đấy. Số 02. Ok. Có một cách mà để mọi người có thể tránh được cái trường hợp mà mắc hay lỗi ấy, sợ hay lỗi thì có thể dùng tính năng tự set bằng việc là vào đây customize này, chọn cái preference này, chọn phần file này, cái auto backup on set này, và chọn cái enable ở đây để kích hoạt nó. Và có một cái nữa là cái compress on set này, tiện đây mình nói luôn là nó tự động nó giảm dung lượng file đi. Ví dụ như đây cái file của mình nó đang là khoảng, mình kiểm tra dung lượng nhá. Đâu rồi? Đây đúng không? File này không phải. File khác. file này. File này của mình bây giờ đang là 45MB này, nhưng khi mình đã giảm, mình đã kích vào cái phần Compress on Set này. Ok nhá. Mình set lại. Set xong rồi đúng không? Sẽ thấy bất ngờ chỉ còn 15MB. Còn một cái nữa đó là trong phần này, đó là cái lựa chọn là Increment on Set này. Thì cái lựa chọn Increment on Set này thì mỗi lần các bạn Ctrl S một cái nó sẽ tạo ra một file mới. Chỗ đây của mình có là file bài tập vật liệu V-Ray cơ bản 02 đúng không? Mình ấn Ctrl S. Đấy, thì nó sẽ biến thành 03 đúng không? Thì như vậy nó cũng tránh được trường hợp lỗi. Thì mỗi lần như vậy thì nó sẽ thành nhiều file. Thì khi mà tạo ra được tầm 3 file trở lên, các bạn có thể xóa những file cũ, những file trước. Như vậy thì nó cũng tránh được lỗi. Tiếp tục thì kính này. Đấy. Đổ vào đây đã đúng không? Sau đó thì kính này thì các bạn có thể chọn diffuse màu đen hoặc màu trắng cũng được. Đấy, nhưng mà thường thì sẽ là màu đen. Kích vào cái phần background này để hiện cái nền. Có một cái nền như này. Độ phản xạ của kính. Kính thì thực ra là độ cái bề mặt của nó phản xạ gần tuyệt đối. Nhưng chẳng qua là nó là trong suốt cho mình không nhận ra được cái điều đấy. Như thường thì để thông số thì các bạn để khoảng 240, 240, 245 gì đó. Ok. Và độ bóng của nó thì đương nhiên để 1 rồi, vì nó cái điểm tụ quang của nó rất nhỏ. Độ bóng rất lớn. Cái độ mịn của bề mặt này thì độ mịn bề mặt của kính rất lớn. Nó gần như là rất phẳng đúng không? Cho nên là mình để nó rất là cao. Thì mình cứ test, mình cứ để khoảng 16 thôi. Kích vào đây. Các bạn kích vào Freehand Reflection này để nó sẽ ẩn cái bóng trong bóng hắt của các đối tượng khác trong cái bề mặt phản xạ của nó. Phần reflect này. Thế đây là phần quan trọng nhất của kính là cái khúc xạ. Thì mình sẽ tức là cái khả năng nhìn xuyên qua, xuyên thấu của nó mình sẽ tăng lên gần như max. Thực chất là nó là nếu kính trong suốt nó sẽ là max. Cái thông số tiếp theo là affect shadow này, kích vào đây để khử cái bóng đổ trong cái đối tượng trong cái nhìn xuyên qua của kính. Affect channel này, các bạn chọn color cộng alpha này. IOR là chiết xuất của kính thì để khoảng 1.53. Phần fog color này là cái màu của môi trường kính thì có thể hơi ánh xanh một chút. Nếu mà kính thường thì hơi ánh xanh một chút, bởi vì khi đấy nhìn ở gân kính nó sẽ có hơi ngả xanh. Thì mình sẽ để hơi ngả xanh một chút như này. Lúc đấy khi mình đã dùng fog color mình phải giảm cái fog multi đi. Nếu mà nó là trong suốt thì để 0.005, thấy chưa? Còn nếu nó là kính nó hơi đục thì tăng cái thông số này lên. Render thử này, sẽ thấy là kính gần như trong suốt xuống dưới. Nhưng ở đây nó đã xuất hiện cái mặt này che kính rồi đúng không? Bởi vì có lẽ là do cái mặt bàn này, do đối tượng này ban nãy mình connect. Đấy, thì mình sẽ chọn mặt này mình đen nó đi. Đen cái mặt này đi. Đen nốt cái này đi. Kiểm tra còn không. Chọn cái đường này và đường này. Bridge lại. Giống như ban nãy đúng không? Bridge lại. À, lại bị lỗi rồi. Chọn ok. Nếu mà khi bị lỗi, cái cửa sổ application error này hiện ra, các bạn phải chọn ok và yết gì đó để nó tự lưu lại cái file đấy. Kịp thời lưu lại cái file đấy. Nói chung là hôm nay số hơi nhỏ cho nên là thường bị lỗi. Thực ra thì nó do nhiều vấn đề, có thể do đối tượng đấy nó có một chút lỗi, nhưng mà đa số là sẽ là do mắc. Auto back đây, nó là cái thằng này đây. Đấy. Có lẽ lệnh bridge cũng bị lỗi, chắc là lây từ lệnh transfer sang rồi. Được rồi. À thôi, lỗi rồi. Không làm gì được hơn. Nhưng mình có cách khác để cái mặt đấy nó không bị hở như vậy nữa. Đây, thằng này đây. Đấy. Nếu mà trong một cái ngày đẹp trời mà các bạn dựng mà nó bị như vậy ấy, mình cũng muốn giả sử như này với một đối tượng đơn giản như này. Mặt dưới bị mất đúng không? Vì mình đã xóa rồi. Mình muốn mặt dưới cũng có, nó giống mặt trên thì mà không bridge được ấy thì có thể dùng lệnh này. Lệnh nó có tên là lệnh đối xứng và có chức năng có thể ghép liền luôn, đó là lệnh symmetry. Dạ. Symmetry các bạn chọn trục Z này. Đấy. Sau đó thì chọn flip chẳng hạn. À xem nào, không cần flip. Chọn trục Z, sau đó thì kích vào đây chọn chọn mirror này. Kéo xuống. Đấy. Đây này, nó đối xứng đến vị trí nào nó ghép liền đến đấy luôn. Được chưa? Đấy. Thì mình có thể dùng lệnh này. Ok. Thoát đi. Không cần phải chăm phơ gì đó nữa đúng không? Không, nó là một miếng liền luôn. Nhưng nó sẽ tạo thêm một cái segment vào giữa thôi. Chứ còn nó là một miếng liền luôn. Xóa đi làm gì? Vì mình render ra nó vẫn phẳng mà. Mình xóa đi làm gì? Không. Xóa đi mình remove. Xóa đi đương nhiên là thủng rồi, còn remove thì không thủng. Remove thì không sao. Bây giờ mình sẽ group cái này lại. Ok. Thế là mình đã có, mình sẽ open hiện tất cả lên. Cái nào? Đấy. Bây giờ mình sẽ làm đến cái này đi. Tiện ở trên bàn này mình làm cái bình hoa luôn nhá. Cái ấm trà này hơi vô duyên, xóa đi. Tí mình sẽ lấy. Các bạn có thể lấy một cái bộ thư viện ấm trà khác. Bình hoa này mình còn thiếu một cái cuống hoa và cái nước ở bên trong. Đấy. Ăn quy ra. Thì khi ăn quy có thể lấy luôn cái bàn này ra này để mình render, để nó có cả hai thứ để nó sẽ tương quan với nhau. Cái này là thủy tinh đúng không? Thì cái này cũng là kính mà bây giờ mình cũng làm thủy tinh thì nó là thứ khá giống nhau. Mình muốn lấy sang chỉ thay đổi màu chẳng hạn thì cầm cái thằng kính này kéo sang đây. Thì hai thằng này sẽ link với nhau này, tức là cái thao tác copy. Thì cái này đổi tên nó đi nhá, bắt buộc phải đổi tên bởi vì hai thằng này trùng tên với nhau thì khi thay đổi thằng này thằng kia nó sẽ theo. Thủy tinh. Đấy. Hoặc là bình hoa hay gì đó đúng không? Tùy cách đặt tên. Đổ vào đây. Đấy. Thử render xem vấn đề gì không. Đúng không? Nó sẽ ra được chất như thế này. Thế còn muốn nó ám màu gì đó thì và chỉnh fog color nhá. Ví dụ ám xanh, ám tím hoặc là ám gì đó nhá. Ám tím tím gì nhỉ? Không, nhưng mà tím gì nhỉ? Tím mộng mơ à? Tím mộng mơ hoặc là hồng ngây thơ vào đây thì các bạn có thể chọn nó. Hoặc là đen huyền bí đúng không? À, đây là nước này. Đấy. Đổ vào đúng không? Cũng copy từ kính sang sửa thông số thôi. Nước thì nó khác cái màu. Thực ra thì nước nó là không màu. Nhưng mà để mà mình tả được một chút ấy, thì nó đơn giản hơn thì mình nên cho nó một chút màu vào đó. Và cái nước thì khác cái chất xuất 1.33 thôi. Độ trong của nó thì có thể tăng lên 0.007 gì đó, 0.008 nữa được. Tức nó hơi đục đi một tí thì cho mình dễ nhìn. Đấy. Như vậy. Đến thằng cuống hoa này là một thằng khá lan giải đúng không? Thực ra thì cũng không lan giải lắm. đầu màu đây, đặt tên ví dụ như là cuống hoa chẳng hạn. Đổi màu đi thì chọn màu xanh nhưng mà hơi ám sang kênh vàng một chút, đúng rồi, chứ không nó không xanh kiểu xanh lơ lơ này. Cho nó bóng một chút. Thực ra cái này cũng không cần thiết nhưng mà các bạn có thể chỉnh như vậy, nó sẽ lên được một chút như này thôi. Cái cánh hoa này, vì cái này không cần thiết phải đưa về dùng vùng map cho nên là chỉ cần màu thôi. Cánh hoa này thì đây nó là một cái group này, open group ra. Đấy, mình sẽ chỉ các bạn làm cái vật liệu chuyển màu, đó là cái kênh Gradient này. Gradient là chuyển từ 3 màu, chuyển 3 màu, từ màu thứ nhất sang màu thứ hai, màu thứ ba này. Thì cái kênh Gradient này có thể là thay kênh map, thay bitmap. Đấy, kích vào đây đúng không, chọn Gradient, sau đó thì cái kênh này hiện ra. Đổ luôn vào cánh hoa này. Đấy, đổ luôn vào cánh hoa này. Kích vào đây cho nó sâu lên. Thì cái gradient này thực chất nó là cái chuyển màu từ trên xuống dưới hoặc là trái qua phải. Ví dụ như này nhá, đổ vào đây thì nó chuyển từ trên xuống dưới này hoặc trái qua phải này. Đấy, nhưng mà ở đây nó sẽ tạo ra được cái hiệu ứng bông hoa. Lý do là đây là một group này. Và những cái này, những cái cánh hoa rời rạc này thì đều chuyển từ bên này qua bên kia đúng không? Trái phải trên dưới. Thì khi mà xoay canh một tâm nó tạo ra hiệu ứng như này. Bây giờ các bạn chỉ cần chỉnh màu ở đây thôi. Đấy, cho nó thành màu gì thì chỉnh. Ví dụ màu đỏ hoặc màu vàng hoặc màu cam đúng không? Đấy, chỉnh nhạt đi. Cái thằng này lại ánh sang màu tím chẳng hạn. Ví dụ như vậy nhá, mình làm ví dụ thôi để cho cái sự phân biệt màu nó rõ ràng để mọi người có thể hiểu cái này hơn. Chứ còn khi mà thực tế làm thì có thể mỗi người chỉnh một kiểu, đúng không? Đúng rồi. Thằng này cũng thế này. Đấy. Ok. Cái thằng này, thằng nhụy hoa này, close lại. Thế là mình đã xong cái lọ hoa. Cái thằng này xóa đi. Xong. Bây giờ cái này là kính chẳng hạn. Chọn mình đổ chất liệu kính luôn cho nó này. Đấy, đương nhiên là trên kính này còn những thành phần khác. Mình open ra, chọn thằng này, lại open tiếp. Nói chung là cái này group hơi nhiều. Mình tạo chất liệu inox. Đấy, inox, để gắn vào đây. Thì inox thì để cái màu diffuse màu đen hoặc màu trắng, hai cách. Nhưng mà trong môi trường mà ánh sáng mà đầy đủ thì nên để màu đen. Nhưng mà khi mà ánh sáng không đầy đủ mình để màu đen nó sẽ rất là khó nhìn. Nếu không cái mặt mà cái hướng nhìn mà không có ánh sáng thì tốt nhất là cứ để thôi, mình cứ để màu đen đi, vì đằng nào về sau mình cũng sẽ đặt ánh sáng. Độ bóng này thì với inox thì để khoảng 160. Đấy, cho đến 180. Thế thôi. À quên, phản xạ chứ không phải độ bóng nhá. Cái reflex này, phản xạ. Còn cái độ bóng 0,94 bạn có thể để như vậy. Đấy, nó sẽ rất là bóng. Và đương nhiên là inox thì các bạn phải tăng cái sắt đít này lên. Sắt đít thì với inox các bạn khi mà ren thật thì có thể để khoảng 36. Đấy, nhưng mà bình thường thì test thì chỉ cần để khoảng 16 thôi. Không cần thiết phải cao, quá là lâu. Open ra này. Đương nhiên là inox rồi. Cái này cũng vậy này. Cái này. Và kể cả cái này. Thực ra những cái như thế này ấy, thì khi dựng hình nên chamfer nó đi. Cái bài này bạn ấy dựng, một bạn dựng cho nên là cũng nhiều thứ cũng không được, tức là vẫn hơi thô sơ một chút. Thì những cái này nếu mà để kỹ thì nên chamfer đi. À nhưng mà lệnh chamfer đang lỗi đúng không? Bây giờ mà chamfer có lẽ sẽ bị văng tiếp. Cho nên thôi phần chamfer thì cứ để các bạn chamfer nhá. Bây giờ group lại đi. Cái đâu này. Xong. Thế là mình đã có cái kính như vậy. Đấy. Bây giờ lên đến cái phần TV với cả mấy cái thứ lằng nhằng trên này. Thì cái kệ TV này thì mình ăn quy ra này. Cũng là group đúng không? Mình open này. Hoặc là mình ăn group. Đấy. Về mặt bên này, chọn toàn bộ cái đám chân này đúng không? Đổ cho nó cái thằng inox vào đây. Inox này có thể lên cách và kích vào các background này. Đấy. Mình sẽ chỉ các bạn cái cách để phân biệt giữa cái vật liệu phản xạ và khúc xạ như nào. Ví dụ đây cùng là bật background lên đúng không? Đây là cái kính, là mình sẽ giảm cái để nhìn nó dễ hơn. Đấy. Ví dụ như này thì cái thằng này là thằng phản xạ này. Về nhìn bề mặt nó là dạng quả cầu đúng không? Phản xạ nhìn những cái ô này nó sẽ bị thu nhỏ lại. Chứ còn thằng này thằng khúc xạ kính thì nhìn qua giống như một cái kính lúp, nó sẽ lồi những cái hình ảnh từ nền này lên. Thì nhìn hai cái này khác nhau. Có nhiều người nói là nhìn hai cái này giống nhau, nhưng mà nếu mà để ý thì nó sẽ thấy sự khác nhau. Thằng này phản xạ, thằng này khúc xạ. À quên, thằng này khúc xạ cho nên nhìn qua lồi lồi lên giống như kính lúp, còn thằng này khúc chỉ phản xạ thôi đúng không? Thì đấy là cách phân biệt. Chứ không lại bảo là trông nó giống nhau thì chỉnh làm gì. Bây giờ lại đổ chất liệu vào đây. Thì cái phần này các bạn cũng thể làm cái UV giống như các cái đối tượng ban nãy. Thì như này với cái thằng này chỉ cần UV một cái thôi, không cần nhiều. Đấy. Bọc này, vuông 500 đi. Đương nhiên là cái thằng này mình sẽ nên xoay ngang nó ra rồi. Đấy. Tốt nhất là thỉnh thoảng mình làm xong mình lên Ctrl S một cái này. Mình sẽ set S ra ngoài nhá. Vì ban nãy lấy lại cái file Autoback lần 2 mà mình lại chưa quên, chưa cả set đè lên cái tên ban nãy. Ok. Cái này group lại. Và những cái vật, những cái đồ nội thất này các bạn nên, những cái đồ mà mình dựng ấy, mình design thì mình nên đặt tên cho nó. Kệ TV. Lý do tại sao ấy thì mình sẽ có một cái bài hướng dẫn nói riêng. Sau này mình sẽ nói riêng, bởi vì cái bài này ấy, ví dụ cái đồ này mình group lại thì về sau mình có thể lấy được nó sang cái bài khác. Nó rất là tiện. Tức là ăn lại. Tiếp đến những cái này. Những cái này nếu lấy từ thư viện thì không cần phải làm đúng không? Đấy, nhưng mà đây mình cứ làm qua một chút. Trước tiên là cái này đi. Thì những cái này, những cái thứ như này mình nên chọn inox à. Mình có thể đổi inox. Vì thực ra nó là cái kiểu nhựa xong nó mạ vào trông giống như inox. Có cái này thì không phải này. Cái này là sáng, phát sáng. Đổi inox cũng được. Mình nhìn xa không rõ lắm, cho nên là cái này có thể làm bằng nhựa đen chẳng hạn. Đấy. Đổ đây. Nhựa thì phải chỉnh màu của nhựa, nó gần như đen, không nên để đen tuyệt đối. Mình để khoảng 10 15 đi. Ok. Phản xạ của nó này. Với nhựa mình để khoảng 50. Tùy, nhưng mà tùy từng loại nhựa, nhưng mình cái này mình để khoảng 50. Bóng 0,6 này. Thằng này cũng là nhựa như vậy nhưng mà nó màu trắng thì copy sang đây. Đổi tên thành nhựa trắng. Và chỉ việc thay màu thôi. Và cũng không nên trắng tuyệt đối. Đấy. Thằng này cũng màu trắng của nó này. Ví dụ như vậy. Thằng này cũng vậy. Và thằng này cũng vậy. Riêng có thằng này. Riêng có thằng này. Thằng này có thể màu đen đi cũng được. À, nhưng mà riêng có thằng bên trong này thì nó sẽ phải là một cái thứ nó gọi là vật liệu phát sáng. Phát sáng. Nó là cái đèn LED đúng không? Thì để làm cái vật liệu phát sáng vào đây, kích vào đây, mọi người chọn cái vật liệu V-Ray Light MTL này, thấy chưa? Và kích vào đây thì nó sẽ kiểu như phát sáng này. Việc bây giờ mình chỉ việc đổi màu đi, nó phát sáng màu đỏ đúng không? Ok. Hoặc là cái màu gì đó. Đúng rồi. 1 tiếng 24 phút 05 giây. Đúng không? Bây giờ cái này xong rồi group lại, close lại. Quẩy sang cái này. Open ra này. Cái này bằng la bằng gỗ chẳng hạn. Đấy, ốp luôn cái gỗ vào. Hoặc là bằng nhựa thì có thể nhựa đen chẳng hạn. Đúng không? Hoặc là nhựa gì đó. Nhưng ví dụ như đây mình làm gỗ. Phải UV cho nó. Phải không UV trông rất là điêu. Trông rất là buồn cười. Ok. Cái thằng này thì ôm map vải vào đây cho nó. Hết 24 ô đúng không? Bao giờ hết thì tính. Đấy. Khi nào hết 24 ô thì mình sẽ tính sau. Nhưng không lo, mình sẽ có nhiều cách để mình làm. Hết 24 ô thì đi ngủ. Đúng rồi. Tìm đến một cái map vải này. Có vẻ như nhiều vải quá cho nên là đôi khi chọn cũng hơi mất thời gian. Ví dụ như vậy. Sâu lên. Đương nhiên là UV rồi. Đấy. Cho nhỏ đi thì scale. Scale cái gizmo của nó ấy. Phim tắt là 1. Đấy. Để vào gizmo sau đó thì scale. Thằng này cũng vậy. Thằng này đổ gỗ cho nó. Mượn luôn UV đầy sáng cũng được. Xoay đi này. Bật góc lên. Đấy. Ok. Move lại, close lại. Thằng này copy qua đây đúng không? Align vào đây. Pivot. Ok. Không bằng nhau thì mình chỉnh thôi. Thế thì mình sẽ mất công một tí vậy. Ok. Thường thì khi mà ungroup rất nhiều như này nên đặt phím tắt cho nó. Nhưng mà khi mình thường đặt phím tắt nhưng mà do là Mac này mới cài lại mà đã bị lỗi rồi, cho nên mình chưa đặt phím tắt. Hai cái này có thể attack vào đi cho nó nhẹ nhàng. Xoay lên. Đấy. Ok. Thằng này paste vào đây. Không ăn thua rồi. À, do cái đối tượng này đã bị scan từ ban đầu. Đấy. Gen thử xem sao. Trông hơi xấu đúng không? Mình không muốn thành màu trắng như vậy. Mình bây giờ mình có thể đổi cái này thôi. Thì để trộn màu nhá. Trộn màu thì mình có thể, tôi muốn cái này nó thành màu xám đen đen chẳng hạn mà vẫn có vân như này, thì diffuse này mình chuyển sang màu đen đen xám xám như vậy. Đấy. Nhưng nó vẫn thế đúng không? Thì kéo xuống phía map này, chỉnh cái phần trăm của nó này, ví dụ để khoảng 50% thì 50% màu nó sẽ lấy được từ cái map vải, còn 50% sẽ lấy được từ diffuse, cho nên là nó sẽ thay đổi map rồi như này. Đấy, ví dụ như vậy. Còn đương nhiên cái này mình cũng nên cho vào băm. Đấy. Đúng không? 50 chẳng hạn. Ví dụ như vậy. Ok. Thế là xong thằng này rồi. Làm nốt cái tivi. Đấy. Còn nốt cái tivi nữa. Ăn quy ra. Đây, đây là bề mặt của nó này. TV. Cái mặt ngoài này. Sony à? Mình chọn mặt này làm nền tivi này. Thì lên TV chọn vật liệu phát sáng với line MTL, sau đó thì vào đây chọn một cái back, chọn một cái nền cho nó. bitmap này, tranh ảnh tạp chí đây rồi. Ví dụ mình chọn cái nền này chẳng hạn. Ví dụ như vậy, linh tinh đúng không? Cái này thì chọn inox, cái này chọn nhựa này, nhựa đen đây, cái này cũng vậy đi. Đấy. Quái gì đây. Khi mà có vấn đề là khi mà mọi người dựng hình ấy, sau đó về giả sử đây, thường thì mình ấn phím Z thì thường là những cái đối tượng ở đây của mình nó phải về giữa màn hình đúng không? Nhưng khi mình ấn phím Z này hoặc Ctrl Shift Z nó không về thì đương nhiên nó sẽ còn những đối tượng ở đằng xa. Mình phải chọn một được, mình xóa đi, quét này, xóa này, sau đó thì đấy, ok, để nó đưa được về như này. Những cái đối tượng đấy coi như rác. Lý do để có những đối tượng đấy thì thứ nhất là do là quá trình mình dựng hình, hoặc là mình xuất két sang, hoặc là thế nào đó, hoặc là mình đưa thư viện vào rồi mình dựng hình mình không quản lý tốt, mình mua lung tung. Hoặc cái thứ hai là cái việc mình đưa từ két sang ấy, nhưng mà nó lại cái đối tượng mình dựng này nó lại không ở gần gốc tọa độ đấy. Không ở góc tọa độ thì sinh ra những cái đấy. Tại sao? Bởi vì những cái vật mình dựng, ví dụ như khi mình về mặt đứng này đấy, đây mình sẽ giải thích luôn là như thế nào. Đây, từ đây là mặt bằng này theo mặc định, đây là mặt đứng này, đây là mặt bên này đấy. Mặt bằng mình bật cái G lên nhá. Đấy, đúng không? Ví dụ như này thì cái đây mình rõ ràng mình muốn dựng thêm một đối tượng trên mặt đứng. Đấy. Nhưng mà theo mặc định nó sẽ dựng ở cái điểm mà tọa độ 00 theo cái hướng nhìn của mình. Đấy, chính vì thế mà khi mình dựng này đúng không? Lên mặt bằng mình lại phải mình phải di chuyển về cái đối tượng của mình, thì đôi khi những đối tượng mình dựng xong mình quên mình không di chuyển về thì nó sinh ra rác. Chính vì thế mà mình phải xóa những đối tượng này đi. Và nếu mà sau khi mình không cần phải đưa từ két sang nữa thì nên đưa cái đối tượng này, đưa cái bài của mình về góc tọa độ 00. Đấy, mua về gần góc tọa độ. Thì cái việc mà không ở góc tọa độ ấy, nó cũng nhiều vấn đề, nhiều lỗi. Thứ nhất là khi mà các bạn xoay hình như này, nó thường nó sẽ dẫn đến hiện tượng bị văng. Có nghĩa là như thế nào? Đây này, bình thường xoay này đúng không? Nhưng một vài trường hợp mình xoay nó sẽ bị văng lung tung này. Hoặc là nó xoay nó sẽ rất là giật. Nó sẽ giật. Hoặc là khi mình bắt điểm ấy, khi mà quá xa góc độ thì cái việc bắt điểm nó sẽ không chính xác nữa. Nó sẽ khó chính xác, chỉ cần di chuyển về góc tọa độ thì chọn này. Tương đối là không cần phải chính xác. Và cố gắng mô nó về cân tốc tọa độ này. Đấy, nhớ là phải ungroup hết lên tất cả rồi mình bắt đầu mình zoom mô như vậy. Đấy. Thì bây giờ mình xoay rất là ok và mình làm mọi thứ rất là ok, không vấn đề gì cả. Đấy, thì hôm sau mình sẽ tiếp tục với bài này, hướng dẫn tiếp mọi người làm những vật liệu khác.